Mỗi chúng ta, nếu không có Chúa, cuộc đời của chúng ta đã hư mất. Nếu không có Chúa, giờ này chúng ta đang đi vái lại những hình tượng. Và đúng ngày này, và đúng ngày này và ngày mai là ngày chúng ta đang vái lại hình tượng. Chúa, nhờ có Chúa chúng ta được tập hợp ở đây để cùng thờ phượng Ngài. Chúng ta đang ở trong bước sang tháng 11 của Tây lịch. Tính theo lịch của Israel là chúng ta đang ở trong tháng Kislev. Ai đọc Kinh Thánh sách Nehemi thì chúng ta thấy có đề cập đến tháng Kislev. Cái tháng này nó kéo dài trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 12. Và tháng Kislev là được biết đến là tháng của những giấc mơ. Và tháng Kislev nó có từ, cái gốc từ của nó đó là Kisel hay Kitla, và từ này á nó có nghĩa là hy vọng và tích cực. Cho nên đây là tháng mà chúng ta sẽ có hy vọng nơi Chúa. Tháng chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều tích cực đến từ nơi Chúa. Và trong tháng này á là cái tháng mà người Israel họ đi hái trái ô liu. Trái ô liu là trong Kinh Thánh dùng là từ olive ấy. Thì là đến cái mùa của nó bắt đầu khoảng tháng 10 và tháng 11. Vậy là đây là mùa của đi hái ô liu, mùa của trái ô liu. Và cây ô liu thì cây olive nó một cái ý nghĩa rất lớn. Nó mang một cái ý nghĩa thuộc linh. Nó đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh và cả trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Rồi chúng ta thấy rằng là những cái địa hình của Israel, rồi những cái mùa màng của Israel, thời tiết của Israel đều có một cái ý nghĩa thuộc linh hết đối với hội thánh của Ngài. Và Chúa đã chọn cái vùng đất này rất là đặc biệt, vì tất cả những gì diễn ra ở tại vùng đất này, đất đai đến mùa màng đến thời tiết đều mang cái ý nghĩa thuộc linh hết cho hội thánh của Ngài hiện nay. Cho nên đây là cái mùa mà dân Israel họ đi hái trái ô liu. Vậy là chúng ta sẽ cùng học cái ý nghĩa thuộc linh của cái tháng Kislev này để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái phép lạ và những cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta trong tháng này. Cái biểu tượng về ý nghĩa đầu tiên của ô liu đó là cái cây ô liu, cái dầu ô liu nó biểu tượng cho sự tôn trọng, sự vui mừng và ân huệ. Và đây là tháng đi hái trái ô liu, là đây là tháng mà chúng ta sẽ hái cái trái của sự tôn trọng, sự vui mừng và ân huệ từ Chúa cho chúng ta. Nehemi đoạn 8 câu số 10, Nehemi nói với chúng rằng hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy cởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh biệt riêng cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nehemi khuyến khích dân sự nói rằng là sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Khi tinh thần buồn thảm thì sức lực liền hao hụt, xương cốt liền khô héo. Nhưng mà sự vui vẻ đến thì chúng ta sẽ nhận được cái sức mạnh từ bên trong ra bên ngoài. Gần đây là cái mùa của trái ô liu, mùa này là mùa chúng ta sẽ nhận được sự vui mừng, nhận sự tôn trọng và nhận sự ân huệ từ nơi Chúa. Và chúng ta phải đi nhặt nó đấy. Chúng ta, anh chị em nhớ rằng là chúng ta trồng cả một năm và đến mùa thì chúng ta phải gặt hái nó. Và nếu chúng ta không gặt thì nó sẽ rụng và chúng ta sẽ không được hưởng nó. Thì đó có nghĩa là chúng ta cần phải tiếp nhận nó bằng đức tin, những gì chúng ta đã gieo trong một năm qua. Về trái ô liu thì đây là đến thời điểm mà chúng ta sẽ nhận được cái phần phước của công lao chúng ta trồng. Đó là chúng ta sẽ nhận được sự vui mừng, nhận được sự tôn trọng và nhận được sự ân huệ từ nơi Đức Giê-hô-va. Thứ hai đó là dầu ô liu là tượng trưng cho sự sức giàu, quyền năng, quyền phép của Đức Thánh Linh. Cây ô liu rất là nổi tiếng ở tại Israel nói riêng và xứ sở Trung Đông nói chung.
và được dùng từ thời cổ đại cho đến thời hiện đại. Trong sách Mác đoạn 16 câu 17 đến 18: Vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng nói mà nói, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống dung trị độc cũng không hại gì, và hết đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Tháng tiếp đều là tháng của mùa ô liu, là mùa chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được quyền phép từ nơi Chúa. Nếu chúng ta không mong đợi thì chúng ta sẽ không nhận được, nhưng mà nếu chúng ta mong đợi thì chúng ta sẽ nhận được cái lời hứa này của Chúa trở thành hiện thực. Gần đây là mùa chúng ta hãy lấy đức tin mạnh dạn để nhận lấy quyền năng của Chúa chữa lành cho thân thể bệnh tật của chúng ta, và mặc lấy cái quyền năng của Chúa để cầu nguyện chữa lành cho những người bệnh, chữa lành cho những người điếc, người què, người câm, thậm chí gọi người chết sống lại. Vì đây là tháng của quyền phép. Rồi dầu ô liu còn được dùng để thắp, để thắp đèn. Trong Ê-sai đoạn 60 câu 1 đến câu 3, lời Chúa nói: Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến, là vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi, các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Rồi Chúa nói với dân Israel rằng sự sáng đã đến trên dân sự của Ngài, vinh quang đã đến trên họ. Chúng ta cũng là dân Israel thuộc linh. Đây là tháng chúng ta có thể nhận được ánh sáng từ nơi Chúa và phản chiếu ánh sáng đó cho những cái người khác ở xung quanh chúng ta. Và vinh quang mà chúng ta có không phải là vinh quang từ nơi chính mình, mà vinh quang từ nơi Đức Giê-hô-va. Và Chúa nói rằng là hãy dấy lên và tỏa sáng, hay sáng lòe ra, vì sự sáng của người đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc trên người. Hay nói cách khác là chúng ta là cái gương phản chiếu cái vinh quang của Chúa. Cho nên đây là bắt đầu thời điểm tháng 11 này, và là tháng kết liêu này, chúng ta kinh nghiệm được sự sáng của Chúa phản chiếu vào mỗi của chúng ta. Và anh chị em hãy suy ngẫm, chúng ta hãy sống một cách có ý thức, ý thức rằng đây là thời điểm mà Chúa đã chiếu sáng trên mình rồi. Và khi chúng ta đi đến bất cứ nơi nào, chúng ta hãy để cái ánh sáng nó được phản chiếu qua những người khác, và anh chị em sẽ kinh nghiệm được là những người xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy trong chúng ta có một cái gì rất là đặc biệt. Cái đặc biệt đây là gì? Cái đặc biệt họ cảm nhận đây nó là không phải vì chúng ta theo đạo mà đặc biệt, mà đặc biệt là vì chúng ta có một cái gì đó từ nơi Chúa mà rất là khó diễn tả so với người ngoại đạo. Và người ta sẽ cảm nhận được một cái vinh quang nào của Chúa đang chiếu ở trong mỗi một chúng ta, người khác có thể cảm nhận được. Nên Chúa nói rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc trên ngươi. Tháng chúng ta bước vào trong tháng 11 này, tháng kinh lêu này, đây là tháng chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa. Hãy nhớ đây là tháng phản chiếu vinh quang của Chúa, và mỗi một chúng ta được chọn lựa để phản chiếu vinh quang của Chúa trên đất này. Điều kế tiếp đó là dầu để dùng làm thuốc sức trên người bệnh. Chúng ta thấy điều này ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 14: Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người đó. Đây là cái dầu ô liu mà chúng ta hay dùng để cầu nguyện. Anh chị em đã thấy rằng là dầu không đem lại sự chữa lành, nhưng mà dầu
được cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu thì lại đem lại sự chữa lành. Bản chất của dầu không đem lại được cái sự chữa lành, nó chỉ có thể làm dịu lên chứ nó không đem lại sự chữa lành. Nhưng mà khi dầu được cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu thì nó lại có sự chữa lành. Sứ đồ Gia-cơ nói rằng là trong ai anh em có ai đau ốm bệnh tật ấy, thì hãy mời các trưởng lão đến, và các trưởng lão sẽ nhân danh Chúa và sức dầu cho người bệnh. Và sức dầu ở đây là sức dầu thật chứ không phải là sức dầu thuộc linh. Sau khi được sức dầu và được cầu nguyện thì người đó sẽ được nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Vậy là dầu ô liu liên hệ trực tiếp đến sự sức dầu thuộc linh từ nơi Chúa để đem lại sự chữa lành cho người bệnh. Tại sao lại là dầu ô liu? Mà chúng ta thấy rằng là cái dầu ô liu là một cái cây đặc trưng ở tại Israel mà Chúa đã chọn lựa. Tất nhiên là có nhiều loại dầu khác có thể mang ý nghĩa biểu tượng để đem lại sự sức dầu cho người bệnh. Nhưng mà dầu ô liu nó có một cái vai trò, vị trí rất là đặc biệt trong cái chương trình về cái việc Chúa đã sử dụng. Chúng ta học Kinh Thánh và chúng ta nghiên cứu lại về cái ô liu ở trong Kinh Thánh. Đặc điểm kế tiếp đó là cây ô liu là biểu tượng của người công bình. Thi Thiên đoạn 52 câu số 8: Còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời, tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cho đến đời đời vô cùng. Cây ô liu được ví như là người công bình của Chúa. Tác giả Thi Thiên đang biết nói rằng là tôi khác nào cây ô liu xanh tươi ở trong nhà của Chúa. Cây ô liu xanh tươi ở trong nhà của Chúa. Và tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va cho đến đời đời. Nên trong tháng này, trong tháng kết liêu này, chúng ta hãy đặt mình ở trong vị trí giống như tác giả của Thi Thiên. Ở trong nhà của Chúa thì sẽ được xanh tươi. Chị em thấy không? Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi khác nào cây ô liu xinh tươi trong nhà của Đức Chúa Trời. Thì đó khác. Chúng ta đặt mình vào trong nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ giống như cây ô liu xinh tươi. Cho nên tháng này là tháng chúng ta cần phải kết nối với Chúa nhiều hơn. Đây là tháng kết nối. Tháng này là tháng chuyển giao của cái tháng trước sang tháng sau, và để phước hạnh của tháng trước bước sang tháng này và phước hạnh của tháng này tiếp nối sang tháng sau. Và chúng ta cần liên tục được ở trong nhà của Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, để cây ô liu chúng ta luôn luôn được sinh tươi ở trong nhà này. Kẻ thù sẽ làm mọi cách để kéo chúng ta ra xa nhà của Chúa. Xa nhà của Chúa là xa sự nhóm lại, xa là nhà của Chúa là xa sự thờ phượng, xa nhà của Chúa là xa cái sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta rời xa những cái môi trường thuộc linh đó thì cây ô liu không thể xanh tươi. Người công bình được ví như là cây ô liu xinh tươi ở trong nhà của Chúa. Đây là tháng kết nối với Chúa và tháng kết nối với nhà của Chúa. Đặc điểm kế tiếp của cây ô liu đó là khi người ta thu hái cái trái ô liu về thì người ta phải ép để lấy dầu. Thì cái quá trình ép đó nó sẽ diễn ra cách đau đớn, là cái trái ô liu nó sẽ bị đè bẹp để cho cái dầu nó tiết ra, và đồng thời cái bã thì nó
bỏ đi ra bên ngoài, vứt đi. Trong cái truyền thống của làng ô liu thì cái bã nó chỉ có vứt đi đấy, không có làm gì được hết. Và gần đây thì người ta mới suy nghĩ ra cái cách để làm cho nó không có gây hại cho môi trường, thì người ta tìm cách để tái chế biến cái bã của cái dầu ô liu đó. Như là hàng nghìn năm người Israel họ sản xuất dầu ô liu thì họ đều vứt cái bã đó đi, chỉ lấy cái dầu của nó thôi. Và đấy là bức tranh của một đời sống Cơ Đốc, đó là khi dầu của Chúa muốn chảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì cái cặn bã, cái bã đấy phải được loại bỏ ra chúng ta. Và đồng thời một người muốn để cho dầu của Chúa chảy trong cuộc đời của chúng ta thì người đó cũng sẵn sàng để cho cái quá trình của sự chèn ép, dày đạp bắt đầu diễn ra. Đó là gì? Đó là những cái khó khăn, những cái nan đề, những cái oan ức, những cái điều không tốt xảy đến với mình. Chúa cho phép tất cả những điều đó để loại bỏ những cái chất bã ra khỏi chúng ta, hầu cho cái dầu là cái tinh chất nhất của cái trái ô liu được sản sinh ra trong đời sống của một người Cơ Đốc. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng ngày đó. Phi-e-rơ nói với dân sự của Chúa rằng khi anh em ở trong lò thử thách, dùng hình ảnh lò là người ta hiểu ngay đây là lò luyện. Nhưng mà mục đích của lò luyện không phải là để hủy diệt, mà mục đích của lò luyện đó là để thanh lọc. Thanh lọc cái chất cặn bã đi và lấy lại những cái chất quý giá. Ở đây lời Chúa nói rằng là Chúa cũng sẽ cho các con dân của Ngài phải trải qua cái lò luyện thử thách. Nhưng mà khi gặp những cái việc đấy thì đừng coi nó như là cái gì đó nó quá là lạ lẫm, hay là tại sao nó lại xảy đến với mình, mà hãy coi cái việc đấy là việc bình thường. Vì Chúa cho phép Cơ Đốc nhân phải trải qua cái lò luyện thử thách, nhưng hãy lấy cái điều đó là niềm vui, vui mừng, để cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng sẽ được vui mừng nhảy nhót đối với Chúa. Đang phần lớn chúng ta đứng vững trong bình an, nhưng mà chúng ta lại không đứng vững ở trong sự thử thách và hoạn nạn. Cây mà chỉ rung một chút thôi mà trái đã rụng rồi ấy, thì biết ngay là cái trái đó là trái gì. Nên Chúa cũng sẽ cho phép những cái cơn động đất thuộc linh xảy đến để thử xem cái căn nhà nào nó vững chãi. Nếu mà chỉ mới chấn động nhỏ thôi mà đã sa sút đức tin, đã rời xa Chúa, chỉ một chấn động nhỏ thôi đã làm cho người ta không còn yêu mến và say mê Chúa như ban đầu, thì lúc đó sẽ biết được đức tin của chúng ta đang đặt đề tại nơi nào. Trong một cuộc đời Cơ Đốc, Chúa cũng sẽ cho những cái cơn lò thử thách xảy đến. Trong hội thánh cũng như vậy, và rồi không phải chỉ một hội thánh mà tất cả hội thánh ở trên toàn cầu sẽ trải qua một cái cơn thử thách rất lớn trước ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và cái sự thử thách đấy nó sẽ đến, nó giống như là cây, giống như là trái ô liu được ép để vứt đi cái cặn bã, hầu cho cái dầu của nó có thể chảy ra. Như vậy là đây là tháng chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần để nhận cái phước hạnh từ trong cái khó khăn và từ trong cái bắt bớ, vì từ trong cái khó khăn, từ trong cái bắt bớ đấy sẽ sản sinh ra dầu tốt đẹp cho Cơ Đốc nhân. Trong tháng ít lêu này, chúng ta hãy mong đợi những điều tích cực sẽ xảy đến với mình,
Những hy vọng, những ân huệ, những sự tôn trọng sẽ xảy đến chúng ta, vì biểu tượng của dầu ô liu là sự tôn trọng, sự vui mừng và ân huệ. Như vậy là phước hạnh sẽ đến, nhưng phước hạnh sẽ đến từ trong tháng này. Và đây là tháng của hòa bình. Ô liu là cây, ô liu là cây tượng trưng cho cây hòa bình. Cho nên là đây là tháng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hòa bình, sự bình an từ nơi Chúa. Và sự hòa bình, sự bình an từ nơi Chúa nó không đối lập với khó khăn xảy đến. Dù khó khăn xảy đến, chúng ta vẫn có sự bình an thực sự ở trong tâm linh và trong tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta hãy mong đợi và công bố nó ra bằng môi miệng của chúng ta. Trong danh của Chúa Giêsu, tháng Kít Lêu này, đây là tháng con sẽ kinh nghiệm được sự tôn trọng, sự bình an, sự vui mừng và ân huệ từ nơi Chúa. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục công bố điều đó ra khỏi miệng của chúng ta và cầu nguyện để lời đó được thành, thì anh chị em sẽ thấy chúng ta sẽ nhận được ân huệ từ nơi Chúa mang cho chúng ta rất là nhiều. Có thể đột nhiên chúng ta thấy một ai đó giúp đỡ chúng ta, đột nhiên chúng ta thấy một cái cánh cửa đóng lại mở ra đối với chúng ta, đột nhiên có một cái điều gì đó mà chúng ta đã cầu nguyện rất lâu năm để tự nhiên cái câu trả lời của Chúa lại đến trong cái thời điểm và cái giai đoạn này, cái tháng này. Nên đây là tháng của ân huệ, của tôn trọng, của vui mừng. Hãy mong đợi những điều tốt đẹp từ nơi Chúa xảy ra với chúng ta và nói ra, công bố ra bằng môi miệng. Phải công bố nó ra, mong đợi trong lòng nhưng mà phải nói ra bằng môi miệng để cái lời đó được thành. Và đây là tháng để chúng ta kinh nghiệm được giàu quyền năng, sự sức giàu quyền năng của Chúa đến cho chúng ta với tất cả các quyền pháp, để chúng ta có thể là người sẽ đi ra để khai phóng về sự chữa lành của Chúa. Đừng đánh giá thấp bản thân của chúng ta. Thực ra chúng ta không là gì trước mặt mọi người, nhưng mà chúng ta rất là đặc biệt đối với con mắt của thiên đàng và địa ngục. Bởi vì chúng ta mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Jesus Christ, được thừa hưởng các cơ nghiệp, mọi cái uy quyền mà Đức Chúa Trời đã giao cho Đức Chúa Jesus thì Ngài giao lại cho chúng ta. Còn từ trước đến giờ có thể chúng ta chưa bao giờ đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, hãy đi đặt tay cầu nguyện cho người bệnh đi. Đây là tháng của quyền năng, đây là tháng của phước hạnh, đây là tháng của sự sức giàu, quyền năng và giải cứu. Từ trước giờ chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện đuổi quỷ cho một ai đó, hãy nhân danh Chúa làm việc này đi. Vì đây là tháng bắt đầu chúng ta kinh nghiệm, không phải trông chờ mục sư làm, mà mỗi một chúng ta làm việc này. Tất cả chúng ta đều có thể tham gia vào công việc này. Khi mà chúng ta ở trong cái sự sức giàu của dầu ô liu của tháng Kít Lêu, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh đó. Đây là tháng của việc tỏa sáng vinh quang của Chúa, vì vinh quang của Chúa đã đến trên chúng ta và ân điển của Đức Giê-hô-va đã đến trên chúng ta. Cho nên đây là tháng mà chúng ta có thể phản chiếu vinh quang của Chúa. Và chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa một cách rất là kỳ diệu, bằng những cái sự sức giàu siêu nhiên từ nơi Ngài. Đột nhiên khi chúng ta nói chuyện với một người nào đó đang bế tắc, thì miệng chúng ta phát ra một cái câu giải đáp mà bản thân chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới. Và cái câu đấy là câu lời khôn ngoan hoặc là lời tri thức đến từ trực tiếp Thánh Linh của Chúa ban qua môi miệng của chúng ta để đáp ứng một nhu cầu nào đó. Nên vinh quang của Chúa đã đến. Vinh quang của Chúa đã đến cho chúng ta trong tháng Kít Lêu này. Hãy kinh nghiệm, hãy nhận lấy những cái vinh quang đó để chiếu sáng ra. Tháng Kít Lêu cũng là tháng để chúng ta nhận được sự sức giàu, từ dầu ô liu này, để cầu nguyện chữa lành cho người bệnh. Và tháng để chúng ta được trở nên như cây ô liu xinh tươi khi chúng ta liên tục ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Vì người công bình sẽ như cây ô liu xinh tươi ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Nên chúng ta liên tục cắn mình ở trong Chúa, trong nhà của Chúa, cây ô liu của chúng ta sẽ luôn xinh tươi và ra trái. Ở đây là tháng để chúng ta nói với những cái lĩnh vực thuộc linh, tất cả những cái gì của tháng cũ, tháng 10, tức là tháng Kít Lêu bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu tháng 11? 13. Hôm nay là ngày mùng 4 dương lịch, phải không ạ? Như vậy là lịch của Israel
sẽ chênh so với khác so với lịch của Tây lịch mà chúng ta đang sử dụng. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày mà chúng ta có thể khai phóng các cái phước hạnh của tháng tiết lễ chúng ta và nói với những gì thuộc về tháng trước là nó phải dừng lại. Nói với tất cả những cái đau buồn của tháng trước nó phải dừng lại. Vì đây là tháng của sự vui mừng. Tháng kiết lêu là tháng của sự vui mừng. Hãy nói với tất cả những cái sự sỉ nhục của tháng trước phải dừng lại. Bởi vì tháng kiết lêu là tháng của sự tôn trọng. Hãy nói với tất cả những cái thất bại của tháng trước phải dừng lại. Vì tháng kiết lêu này là tháng của ân huệ. Và trong khi chúng ta ngủ, trước khi chúng ta ngủ, hãy nói trong lãnh vực thuộc linh rằng tôi sẽ mơ những giấc mơ từ nơi Đức Thánh Linh trong đêm ngày hôm nay. Vì tháng kiết lêu là tháng của những giấc mơ. Và trong những khi chúng ta mơ những giấc mơ của ban đêm, không phải là những giấc mơ vì nó là những hình ảnh lưu luyến của ban ngày không, đó là những sự mặc khải siêu nhiên từ nơi Chúa đến trong lúc chúng ta ngủ. Và trong giấc mơ đó sẽ có những cái sự chỉ dẫn của Chúa. Trong giấc mơ đó sẽ mở cho chúng ta nhìn thấy những điều biết trước về tương lai. Gần đây Chúa nhắc cho tôi là xem lại tất cả những giấc mơ mà tôi đã ghi lại. Khi tôi xem lại tất cả giấc mơ đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên và lạ lùng vì Chúa bày tỏ cho mình biết trước khi sự kiện nó xảy ra qua giấc mơ. Và khi mình có những giấc mơ đó, thậm chí mình không nghĩ tới là cái sự bày tỏ trước của Chúa, nhiều khi đó, mình không quá quan trọng nó, đến khi sự việc, mọi việc nó xảy ra, Chúa bảo xem lại những giấc mơ. Và khi xem lại giấc mơ thì Chúa lắp ráp cho mình hết tất cả những cái sự kiện xảy đến cho chức vụ trong cuộc đời của mình. Nên tháng kiết lêu được liên hệ trực tiếp với những giấc mơ. Đây là tháng hãy công bố rằng tất cả mọi đêm con ngủ con sẽ nhận được giấc mơ từ nơi Chúa. Và đó là những giấc mơ không phải giấc mơ bình thường. Không phải giấc mơ do lo lắng sản sinh ra, cũng không phải giấc mơ do bận tâm của ban ngày mà lưu luyến vào trong giấc ngủ. Nhưng mà đây là những giấc mơ của sự khải thị. Những giấc mơ để nhận trực tiếp từ nơi Chúa, giống như là Joseph mơ giấc mơ, hay là Daniel mơ những giấc mơ. Hay là Jacob mơ giấc mơ, đấy là những giấc mơ là sự khải thị trực tiếp từ nơi Chúa. Chúng ta bước sang một tháng mới này mang cái ý nghĩa thuộc linh rất là lớn cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta biết được cái sự vận hành của Chúa trong từng thời điểm, trong từng tháng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được các phước hạnh của Chúa trong từng thời điểm và từng tháng đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hãy đứng dậy và cầu nguyện.